close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Welcome cả anh em trở lại kênh DHPG của mình hôm nay. Tiếp tục với game Siêu Lăng Tam Quốc thì video mình sẽ hướng dẫn anh em kỹ năng ngày thứ tư. Video này thì anh em chú ý cho mình mấy cái quan trọng đây. Đầu tiên quan trọng nhất về phần tướng ấy, hiện tại bây giờ tướng ngon nhất cho anh em cày là Trương Liêu bên Ngụy. Đây cả hai ạc mình chưa ra một con Trương Liêu nào, rất là chán luôn. Tiếp đến anh em chú ý cho mình con Triệu Vân bên Thục. Triệu Vân này đêm cũng được, mặc dù nó không ngon bằng Trương Liêu nhưng mà nó dễ lên. Như anh em thấy ở đầu video, anh em cá cược sẽ được thêm khá nhiều tài nguyên. Mình nhớ được nhận thêm mì xì hên hên ra vé quay, kim bảo, đá đột phá. Và anh em cá cược chuẩn là sẽ được thêm điểm lôi đài. Nếu mà anh em cược full ấy, mình nhớ là được 8.000 điểm thì phải. Hơi thiếu một tí là hôm qua kèo cuối mình bị tạch em ơi. Nếu hôm qua kèo cuối mình mở win là hôm nay mình sẽ lên được Triệu Vân danh tướng 2 sao trở lên. Đây hiện tại mình đã có 9.000. Hôm qua cực win được thêm 8.000 nữa là 17.000. Khá là xui em ơi. Bên phải mình gần đủ điểm rồi nhưng mà này không có chơi Triệu Vân. Còn về tiệm tạp hóa, đây ngày mai mình chỉ có mua đột phá 100 được 200 đột phá thôi. Mua hiếm còn siêu hồi mình không mua. Nếu mà anh em chăm mua đột phá 3 ngày đầu tiên là ngày 4 anh em sẽ hơi dư dư nên không cần mua trong ngày nữa. Anh em chỉ cần chú ý cho mình là mua mắc đột phá ở trong cái sự kiện. Đây, anh em đổi full đột phá cho mình. Hay là mình đều đổi full. Trong ngày nó sẽ cho đổi 99 lần, cứ cho 100 lần đi. Là anh em sẽ được 5.000 đột phá trong ngày, rất nhiều luôn. 5.000 đột phá thì nó cũng tương đương với tầm 4.000 kim máu. Còn về phần tướng ngoài Trương Liêu cộng với Triệu Vân ra, anh em chú ý thêm cho mình hai bao nữa. Đầu tiên anh em chú ý cho mình Trương Phi. Trương Phi ở Thiên Phú 9 sao. Sau khi thi triển kỹ năng sẽ thêm cho hai tướng có sinh lực thấp nhất. Một hiệp thuấn vô địch. Vô địch tức là không bị mất máu, không bị hiệu ứng gì. Rất là ngon anh em chú ý. Anh em điên cao ấy, bốt nó chém cực đau luôn. Nhiều con đêm đơn, kể cả con tướng anh em dồn, nó hên bạo, oan hít luôn. Tiếp đến anh em chú ý cho mình con Tiểu Kiều bên Ngô. Con này nó cũng như con Trương Phi, nhưng mà nó ngon hơn một bậc. Sau khi thi triển kỹ năng, tăng 2 hiệp thuấn vô địch cho tướng có sinh lực thấp nhất phe ta. Nếu mà anh em chơi một trong hai này, thì anh em lên chơi Tiểu Kiều. Chưa kể, kỹ năng nó đêm đằng sau có 50% hút lộ. Anh em mở thiết kế thêm lộ nó lộ liên tục và hút lộ liên tục, chú ý cho mình. Mà hai hạc này có hai con ngon nhất là Tiểu Kiều cộng với Trương Liêu. Thì cả hai hạc chưa ra một con nào. Đó, chán rồi em ơi. Riêng mở ra con Tiểu Kiều hay Trương Liêu thì đi nó sẽ mượt hơn rất là nhiều. Hơi tiêu một tí. Còn bên quần anh em chú ý Lứ Bố. Còn về tanker anh em chú ý Đồng Trác. Ngoài ra anh em chú ý thêm Điêu Tuyển cũng ngon. Điêu Tuyển này sau khi lên 9 sao, khi mê hoặc hoặc thất bại, lộ khí của đơn vị mục tiêu trừ 1. Mình không hiểu sao nó có thêm cái dòng này nhỉ. Kiểu gì cũng trừ 1 độ khí. Và sau khi kết thúc mê hoặc, hồi cho người thi triển 4% ma sinh lực. Chưa kể khi nó lên danh tướng 1 sao, nó sẽ tăng cho bên quần 20% tấn công cộng với 15% sát thương. Tính ra nó phải tăng thêm tầm 1/4 đêm cho quần. Nên anh em mở chơi Lứa Bố thì lên cho Điêu Thuyền vào team. Mình vẫn thích con Đồng Trác tanh nhưng mà giờ cho Đồng Trác vào hơi thừa nhỉ. Mặc dù nó tanh ngon thật nhưng mà nó có vô địch rồi mà có thêm Đồng Trác cảm giác nó cứ dư dư kiểu gì ấy. Thế là Đồng Trác hiện tại mình đánh giá không cao lắm. Nếu anh em mà không có con vô địch thì xài Đồng Trác cũng tạm được. Nhưng mà về sau ấy, sớm mai muộn anh em cũng phải chơi con Tiểu Kiều thôi. Tiếp đến là về phần Cẩm Lang. Game máy nội tại Cẩm Lang cực ngon luôn. Về Cẩm Lang anh em chú ý cho mình hai cái. Đầu tiên là tiệm Cẩm Lang anh em thiết kế để 10k tài nguyên trở lên cho mình. Tại vì anh em di chất hên nó sẽ ra Cẩm Lam đỏ. Không biết vô xong nó có tỉa hay không. Nhưng mà đỏ nó có. Đỏ thì nó tương đương với 10.000 nguyên liệu cũng như là 10.000 kim máu.
Mình đố ngày 3 anh em cải chay là sẽ lên được VIP 6. Còn anh em lạp đầu ngày 1 là lên được VIP 6. Và ngày 4 anh em sẽ lên được VIP 7. Ngoài ra anh em chú ý cho mình là xích bích nữa. Xích bích anh em cũng kiếm được rất là nhiều cẩm lam. Đây hỏa thiêu xích bích. Nếu ngày 2 anh em lên được level 38 là sẽ được đi thêm một lần xích bích. Xích bích này anh em sẽ được khá nhiều tài nguyên lúc đầu. Anh em được thêm chiến công xích bích. Chiến công này nó có tiệm nhưng mà mình thấy anh em không nên đổ trong tiệm, tiệm nó không ngon. Đây mặc dù tiệm nó cũng có tướng, nó có cái trùng sinh tướng. Mà mình thấy anh em lên cố gắng ấy, tối ưu cho mình cái tiệm thương nhân. Về cái xích bích này mình không rõ là ải 2 nó có thương nhân không. Nhưng mà ải 3 ấy, 100% là có. Để nó là tiệm Vân Du. Trong này ấy, nó sẽ bán cẩm lang. Trong này mình không rõ là nó có đỏ không. Mình nghĩ phần trăm cao cũng có đỏ nhưng mà tỷ lệ nó không cao. Nên em cũng thiết kế cho mình để dư ra tầm 10k. Ngày hôm nay mình có lướt qua cẩm lang thì cái cam ấy nó có một phần là anh em xài hơi phế tại nhiều con nó tăng đốt, nó tăng độc. Còn đỏ hóa ấy, hầu như là con nào cũng xài được. Hay như con lưu bố cho Trương Liêu xài cực ngon luôn. Trương Liêu thì nó chỉ có đánh thường thôi. Đây cẩm lang lưu bố nó thêm nội tại. Tấn công thường kèm thêm 15% hút sinh lực. Và quan trọng khi lên 3 sao cứ tiến hành 4 lần công thường. Sát thương cuối lần công tiếp theo tăng 30%. Khi lên 5 sao thì sát thương cuối nó tăng lên 40%. Nói chung là con nào cũng ngoan mày. Hay như tả từ, sau khi thi triển kỹ năng có 40% trừ 1 điểm lộ khí của một đơn vị có lộ khí cao nhất phe địch. Cẩm năng này thì con nào cũng xài được. Hay như thái tử từ, miến sát thương, con này cũng vậy, tướng nào cũng xài được. Chu Du, sát thương tấn công thường, con này cho Trương Liêu cực phẩm luôn. Hay như tôn sách, sát thương 5%, con nào cũng xài được. Triệu Vân, sau khi thi triển kỹ năng sẽ tăng thêm 9% sát thương duy trì 7 hiệp, có thể cộng dồn. Con này trừ mấy con có nội tại không dùng kỹ năng được như là Trương Liêu thì con nào cũng xài được. Nhất là mấy con nó có hồi lộ cộng với hút lộ. Còn là quan vũ, nó ta tỷ lệ bạo kích cộng với sát thương bạo. Cực phẩm luôn này. Mấy con bạo cao đeo vào đêm rất là thấm luôn. Còn là Giang Cát Lượng, biến sát thương 5%. 30% sát thương không phải sát thương trực tiếp phải chịu sẽ chia đều cho hai tướng có sinh lực cao nhất phe ta. Cái chủ yếu cho mấy con chính thôi. Tào Tháo ban đầu nhận 1 điểm độ khí khi lên 1 sao. Khi thi triển kỹ năng nó sẽ có 30% hồi thêm 1 điểm độ khí. Ngoài mày. Mặc dù có Trương Liêu nó không dùng kỹ năng mà lúc đầu đeo vào ấy nó tăng thêm độ khí thêm đêm em ơi. Còn về Trương Liêu, khi tấn công thường có 8% xác suất thêm một lần tấn công, cực phẩm luôn. Con này con nào cũng xài được. Còn Tư Mã Ý, mỗi lần giảm độ có 15% xác suất giảm thêm một điểm. Tư Mã Ý thì xài cho mấy con trừ lộ. Đây anh em chú ý cho mình, cẩm lang đỏ cả là cũng ngon, chưa kể về sao còn vô song nữa. Về vô song mình nghĩ là chắc nó ra sự kiện mới kiếm được, còn trong tiệm mình sẽ không có vô song. Còn về khoản thi luyện này, và anh em cứ mua hết mốc 30 mình đến 50. Bà mình thấy về sau cũng khá cần. Tại vì trong cái tiệm xích bích nó cũng có tỷ lệ ra bạc em ơi. Và cẩm lang cam ấy thì nó tương đương với 200 vạn bạc. Nếu mà ra cẩm lang đỏ nó mà bán bằng bạc thì nó tương đương với 1.000 vạn. Nên là anh em cứ để cho mình 1.000 vạn, biết đâu ra nhiều bạc anh em mà không có hơi toang. Còn về ích lúc đầu game anh em mua mắc cho mình. Còn về trang bị mình thấy anh em chỉ cần mua hết mốc 30 thôi. Ngày 1, ngày 2 có thể mua hết mốc 50. Còn về cẩm lang anh em mua mắc cho mình. Cái game này mình thấy khá easy thôi. Chủ yếu là nhân phẩm của anh em. Ra nhiều con tướng ngon cộng với trùng tướng là anh em lên. Còn không ra là anh em xuống. Mà anh em xui quá mình thấy anh em nhảy server sẽ mượt hơn. Chắc chắn là mượt hơn. Tại vì game này ngày nào có thu top. Đây như ngày đầu tiên thu thập tướng. Lần đầu mình được vào top 20 được thêm
4 vé của hệ. Ngày thứ hai là đua top tháp. Đây ạc cái chay top ở 2 được có 10 vé tướng. Ạc này được vào top 10. Được 8 vé của hệ. Ngày thứ ba lực chiến. Ạc này được top 14 được 6 vé này. Và ngày thứ tư là top phó bản. Hơi tiếc tí là mình bị rớt rồi. Để mình top 15 này. Nếu mà được vào top 10 được thêm 2 vé nữa. Còn ạc bên này top 34 không được vé của hệ luôn. Nên là hai ạc nó chênh rất là nhiều. Game này cái chay hay lập đầu nó chỉ hơn có con Triệu Vân mới tí tài nguyên thôi. Nó chênh không nhiều. Chủ yếu vẫn là nhân phẩm của anh em. Đây. À cái chay quay có 6-7 vé. Mà ạc lạp đầu 92 vé. Mà ạc lạp đầu mình ấy quay ra Triệu Vân thì mới lên được. Còn không quay ra Triệu Vân ấy dưới đáy xã hội luôn. Thế về game này anh em chú ý cho mình mấy cái cơ bản đấy. Ok mình xin kết thúc video đây. Hẹn anh em ở các video sau. Bye bye anh em. Để cuối video mình sẽ đi tháp cho anh em. Đây là cái chay này. 1 triệu 9 mà không qua được. Còn đặc này 2 triệu 4. Tháp 2 triệu dưới. Anh em mà có mấy con tướng meta ấy. Đi vượt lực rất là ngon luôn. Còn anh em mà không có tướng ấy. Chắc là chỉ đi hơn được ở mấy trăm ga thôi. Có tướng ngon mới tranh được mấy triệu. Anh em mà chơi má siêu ấy, chú ý cho mình con táo nhân. Táo nhân ấy, khi lên 9 sao nó có nội tại là nó sẽ chuyển mỗi hiệu ứng khống chế sang cho táo nhân. Tức là anh em mà có táo nhân 9 sao, anh em cho sau con má siêu là hiệp 2 má siêu sẽ được lộ thêm một lần nữa. Creep.